Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music. Như các bạn đã thấy, trước mặt của các bạn là một phần mềm với cái bàn phím piano, đúng không? Thì trong thời gian tới sẽ là những cái video về những bài tập luyện thanh để giúp cho các bạn có thể tự tập luyện được ở nhà. Và các bạn nhớ nha, các bạn có thể chọn được cả tông nam lẫn tông nữ để có thể tập luyện cho mình luôn. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music có quá nhiều những video hay và bổ ích về âm nhạc, về nghệ thuật nói chung, thì các bạn có thể bấm subscribe kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music để có thể nhận được những cái thông báo về những video mới hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng với nhau qua bài tập đầu tiên nha. Ma 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 ma. Ok, vừa rồi là bài tập luyện thanh dành cho cái quãng giọng của nam. Và bây giờ nếu như những bạn nữ muốn tập luyện thì có thể tập luyện theo bài tập sau đây. Ma 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 ma. Vừa rồi là hai bài tập luyện thanh, một phần để cho nam và một phần để cho nữ. Đây là một bài tập luyện thanh khá cơ bản dành cho những bạn muốn tập luyện về quãng giọng nè, về cái cảm giác về nốt cũng như cái cách làm sao để hát âm thanh cho nó thoát hơn. Hy vọng rằng bài tập này đã giúp cho các bạn có được một cái giọng hát tốt hơn mỗi ngày. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài tập tiếp theo nha.